Tôi nhỉ? Nãy thầy chia sẻ đây có nước ghi rồi đó thầy. À thế à, xin lỗi nhé, mình Dạ. quên mất đấy. Ừ. Phải nói lại này. Thì hôm nay chúng ta học cái phần đầu của hôm nay là chúng ta sẽ làm một số các cái chương trình nhỏ nhỏ để xử lý sâu ký tự. Vì ở trong giống như mà trước là chúng ta học những cái bài, những cái chương trình nhỏ nhỏ để xử lý dãy, thì bây giờ chúng ta học những cái bài, làm những cái số bài đơn giản để xử lý sâu. Cảm ơn bạn nhé, mình xin lỗi, mình cứ nghĩ ninh ninh là mình là ghi rồi, hóa ra là chưa ghi. Thế được, như vậy là chúng ta làm như sau này. Đầu vào của chúng ta là cái sâu SC bất kỳ, chúng ta nhập bất kỳ. Sau đó chúng ta nhắc lại là bài tập 1 là chúng ta sẽ tách cái sâu này ra thành các cái từ đơn, từ đơn bỏ qua các cái dấu cách ở giữa và đưa cái từ đơn đó vào cái bảng sách từ. Đó là bài thứ nhất. Bài thứ hai là chúng ta sẽ đó là bài thứ nhất. Bài thứ hai là chúng ta mà sẽ mà đếm xem là cái từ, cái sâu S này là có bao nhiêu từ, có bao nhiêu từ đơn. Đó là bài số 2. Bài số 3 là chúng ta sẽ chỉnh sửa cái sâu S này đi, bỏ đi các cái từ thừa trước và sau và ở giữa. Mà chúng ta làm gọn lại và đưa kết quả ra cái sâu mới là STR. Đó là bài thứ 3. Bài thứ 4 là cái bài áp dụng cho trường hợp là đầu vào là một họ tên đầy đầy đủ của tiếng Việt, thì chúng ta sẽ tách ra từ cái sâu S, chúng ta tách ra là ba cái sâu khác là sâu họ, sâu đệm và sâu tên nhé, để xử lý trong những bài tập khác nhau. Đây, ta nhắc lại nhé. Rồi, thế chúng ta làm từ bài 1. Bài đầu tiên là chúng ta sẽ tách ra các cái từ từ danh từ cái bài tập mà từ cái đầu vào là S và đầu ra là cái sách từ, được chưa? Rồi chúng ta làm cái bài đó bằng một cái thủ tục, mỗi lệnh vậy là một thủ tục nhé. Chúng ta làm này. Đây, bây giờ thầy sẽ làm tạo một cái block nhé, tạo một cái block và tạo một cái có tên là tách từ, nhé. Từ một cái sâu ban đầu cho tách ra thành những cái từ từ độc lập, và cái tách từ này chúng ta có thể làm luôn ở trên ngay trong chương trình, là chúng ta sẽ bổ sung vào đây mà là một cái sâu đầu vào, đây là sâu S, gọi là S hoa đi nha. Nhưng mà đầu vào là một số ký tự là S đấy, và đầu ra của nó chính là cái đầu ra của nó chính là cái này. Để đây để chúng ta chú ý. Đây, chính là một cái đầu ra của nó là một cái list, là một cái list. Đó, list ở đây này. Đấy nhé. Rồi, thì chúng ta làm như sau. Ở đây nhé. Thì khi chúng ta sẽ tách từ, cách làm của chúng ta là chúng ta kết quả chúng ta sẽ phải xử lý ta tách từ như thế này này. Đó, và chúng ta sẽ lôi cái S này vào. Đây là phần chính chúng ta là như này nhé, và đây chính là cái thủ tục chúng ta sẽ tiến hành là tách từ. Được rồi, chúng ta bắt đầu làm này, chúng ta cứ ẩn này đi nhé. Rồi, thì đầu tiên là chúng ta như sau, chúng ta sẽ phải xóa đi cái, làm sạch cái này đi. Chúng ta dùng cái lệnh là delete all cái sách từ này đi này, xóa hết nhé. Ban đầu sau cho chúng ta bắt đầu là gì, chúng ta cần một cái biến k để chạy từ đầu cho đến, cần phải cái chúng ta cần rất nhiều nhiều biến đấy nhé. Cần biến k để chạy chạy từ đầu sâu S đến cuối sâu S nhé. Chạy sau đó chúng ta cần sau đó chúng ta cần cái gì nhỉ, chúng ta cần một cái biến nữa để mô tả cái từ mà chúng ta sẽ lấy được trên đường đi của S, và để ta đưa vào cái bảng là sách từ nhé. Nhưng mà chúng ta cần hai cái biến rất rất quan trọng, là biến k để chạy và một cái biến đặt tên là biến biến g đi, biến g dùng để ta không có gì, một cái biến là từ đi, biến là uộc đi, uộc nhá, cái uộc để chúng ta mà nhận được, chúng ta bắt được những cái từ, các từ đơn ở trong cái số S để chúng ta đưa vào cái list là danh sách từ nhé. Nhưng mà tôi cần là chúng ta cần hai biến nhớ rất quan trọng. Một biến nhớ đầu tiên là k, biến này là biến dùng để chạy, và biến thứ hai là cái biến đặt tên đó là uộc.
cuộc cái này nhất là từ, là một cái từ cuộc, thì hai cái biến này là cái biến rất quan trọng, được chưa? Thì ban đầu là chúng ta thiết lập là k bằng 1, xuất phát vị trí ban đầu của, đúng không, ban đầu của cái dãy. Tiếp theo là chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta đặt cái uộc bằng rỗng, bằng cái sâu rỗng. Chúng ta chỉ việc xóa cái này đi, làn thành sâu rỗng nhé. Chúng ta xóa đi này, là chúng ta thành sâu rỗng. Vậy ban đầu là sâu rỗng, sau đó chúng ta lọc dọc theo cái chiều dài của cái sâu S ban đầu. Sâu S này nhé. Đó. Thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ lập. Các bạn chú ý nhé. Lập theo cái gì? Lập theo chiều dài của cái sâu là đầu vào của cái thủ tục này. Chúng ta sẽ lập theo đây. Chúng ta vào cái này và chúng ta sẽ chọn cái lệnh là lập theo cái length. Lập theo cái length của cái này. Chúng ta kéo cái này vào đây nhé. Đấy. Chúng ta lập theo cho k chạy từ 1 cho đến cuối phần tử cuối của SC. Và chúng ta bắt đầu làm. Thì các bạn chú ý nhé, chỗ này chú ý quan trọng này. Có đủ, đã đủ biến chưa? Khi K chạy nhé, chú ý là khi K chạy thì nếu mà gặp cái từ rỗng, gặp cái phần tử thứ K của dãy SC đó, của sâu SC, nếu mà là một cái từ rỗng ấy, thì chúng ta bỏ qua. Nhưng nếu gặp cái từ mà khác rỗng đầu tiên, thì chúng ta bắt đầu bổ sung vào cái từ uộc. Và cứ thích bổ sung vào cho đến khi mà gặp từ rỗng thì ta lại dừng lại, thì ta bổ sung cái uộc đó vào trong sách từ và chúng ta làm tiếp tục như vậy. Như vậy chúng ta cần thêm một cái biến nhớ nữa để mô tả cái trạng thái. Trạng thái là chúng ta đang rỗng hay là đang ở trong một cái từ. Khi phần tử K chạy nhé. Chạy theo cái biến là sâu SC nhé. Ban đầu sâu của chúng ta là sâu có tên là Tiên Thọng Lễ Hậu Văn đấy nhé. Đó. Thì ban đầu là như nào? Thì tùy vào trạng thái của K. Nếu mà trạng thái có hai loại, một loại là nó là rỗng, không có một từ nào cả, không nằm trong một từ đơn, hai là đang nằm trong một từ đơn. Nhá. Thì nếu trạng thái mà đang rỗng thì nó gặp một cái ký tự là khác rỗng thì là bắt đầu một cái từ. Và chúng ta thiết lập trạng thái là đang ở trong từ. Thì cái đi khi nào mà đang trong từ mà gặp một ký tự rỗng thì kết thúc cái trạng thái là trong từ và chuyển sang trạng thái là rỗng. Như vậy cần thêm một cái biến nhớ nữa để mô tả cái này, các bạn chú ý, cái này quan trọng lắm. Chúng ta cần một biến nhớ nữa, đặt tên nó là status. Đây là cái rất quan trọng. Chúng ta thấy là trong khi mà chúng ta làm việc với chương trình, các cái biến nhớ đó là rất quan trọng, có ý nghĩa. Cái biến nhớ status có ý nghĩa gì, có ý nghĩa là gì? Nếu status bằng 0 thì chúng ta đang ở không còn nằm trong cái từ nào cả, đang nằm ở trước hoặc là sau hoặc là trong ở trên cái tự rỗng, cái tự trống thì status không. Còn đang trong từ thì status bằng 1. Đó, thì khi chúng ta di chuyển k thì tùy thuộc vào giá trị status mà chúng ta sẽ xử lý các cái tự nó khác nhau nhá. Vậy ban đầu khi bắt đầu vào chương trình thì đặt status bằng 0, tức là chúng ta đang không ở trong một cái từ nào cả, chúng ta đang chạy bên ngoài từ. Status bằng 1 là ở trong một từ thì khác, ở ngoài một từ thì khác, được chưa? Rồi chúng ta bắt đầu từ xử lý nhé. Bạn chú ý này, khi chúng ta xử lý nhé, bây giờ chúng ta xử lý, nếu mà chúng ta xử lý trường hợp chúng ta sẽ xử lý, có lẽ chúng ta cần một cái từ nữa để chúng ta chạy. Không phải chỉ có K đâu, cần cái tự nữa để chúng ta đặt ra cái tự thứ K cho nó dễ. Chứ khỏi phải dùng cái hàm này nó dài quá, chúng ta đặt một cái biến nhớ nữa. Là cái biến nhớ này chỉ để mô tả cái ký tự CH là bắt tắt của từ là cha, là ký tự mà chúng ta đang xét trên cái sâu SC nhé. Đây. Làm như sau, các bạn chú ý nhé, như vậy rất nhiều những điều biến quan trọng. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta xét cái CH là cái gì? Xét cái CH này là gì? Là phần tử thứ K của số SC. Để letter đây này. Đó. Là phần tử thứ K
của show acid, acid là dễ acid này nhá. Đó. Đó. Chúng ta chạy mà, chúng ta cho K chạy mà, K chạy từ một chuyến cuối của len SC, mà chúng ta muốn chạy như vậy, chúng ta lấy ra từng ký tự một thì CH chính là ký tự chúng ta lấy ra, và chúng ta kiểm tra cái CH này. Nếu CH này là rỗng thì xử lý ra làm sao, nếu là không rỗng, nếu là rỗng, nó là trống, ký tự trống thì sao, nếu không trống thì như thế nào, thì xử lý đối với trống và rỗng và không rỗng thì lại tùy thuộc vào giá trị status nữa. Đấy, chuyện này là rất phức tạp chứ không dễ nhá. Giờ chúng ta làm này nhá, chúng ta chú ý này. Bây giờ nhá, bây giờ nếu ở đây cả hai nhập đều phải có nhá, kiểm tra nhé. Đây là nếu này, nếu đó, kiểm tra xong chỗ này. Nếu gì, hai trường hợp, nếu mà nếu CH là rỗng, mà nếu CH là không rỗng nhé, chúng ta kiểm tra trước trường CH là không rỗng này. Để chúng ta vào đây nhé, CH là không rỗng nhé. Đây, đây là rỗng này, chúng ta có cái này đây, đây nhé. Đây, nếu mà CH bằng rỗng nhé. Đây, chúng ta xóa này, chúng ta xóa đi nhé, dùng phím backspace là xóa. Sau phím phím space đấy, chúng ta phím space bấm vào, chúng ta viết ra một cái tự rỗng, cái tự là space đấy, space nhé, space đó bằng. Như vậy là nếu mà bằng rỗng thì không sao, nếu mà không rỗng thì như thế nào, hoặc là ngược lại, nếu mà không rỗng thì sao, không rỗng chúng ta làm như này. Nếu mà không rỗng, nếu mà not, chúng ta xử lý cái không rỗng trước, nếu mà không rỗng đó. Như vậy là nếu mà không rỗng thì như thế này, còn đây còn thì còn chỗ này là nếu rỗng thì như thế này nhé. Rồi thì nếu mà không rỗng thì chúng ta là phải này, thì là phải tùy thuộc vào trạng thái là status nữa. Chúng ta như vậy, chỗ này phải có hai cái if lồng nhau rất là phức tạp. Đây, vào đây nhé, làm cái if nữa ở đây. Đấy, if nữa. Hoặc để thế này cũng được. Đấy, để vào đây nha. Cái đề này ta xử lý trường hợp là khác rỗng trước nhé. Đây là bằng rỗng này, thì trường hợp bằng khác rỗng thì tùy thuộc vào status nhé. Đây nha. Rồi thì nếu mà status bằng không, đây chúng ta làm đây, đây nhé. Nếu này các bạn cùng với tôi, bạn này hơi hơi nó không khó đâu, nhưng mà đối với chúng ta là sẽ khó đấy, vì chúng ta chưa quen lắm. Nếu mà status bằng không thì như thế nào, đó không thì làm sao nhé. Nếu mà status bằng không nhé, chúng ta chú ý này, nếu mà status bằng không này, nếu mà status bằng không này, tức là chúng ta đang đứng ở một ký tự trống, đang ở trước đó đang ký tự trống, bây giờ bước sang ký tự này mà làm gặp ký tự là khác rỗng đó, là chúng ta bắt đầu bước vào cái bắt đầu bước vào cái gì nhỉ, bắt đầu bước vào một cái từ mới nhé. Chúng ta đang ở phía trước đây là rỗng này, xong bắt đầu gặp từ T này, gặp cái tự T, à như vậy bắt đầu một từ mới đó. Khi bắt đầu một từ mới thì làm sao, thì chúng ta sẽ phải làm gì, chúng ta sẽ phải là bắt đầu bổ sung cái bắt đầu một từ mới thì sao nhỉ, chúng ta sẽ phải nè chỗ này, bắt đầu một từ mới thì chúng ta sẽ đặt lại cái uộc này bằng rỗng, thôi được không, không cần thiết. Bắt đầu từ mới thì chúng ta làm như này nhé, cái này các bạn hơi khó một chút đấy. Chúng ta sẽ bổ sung cái tự CH này vào cuối của uộc, nhưng trước đó chúng ta để uộc là phải bằng rỗng đã, nhưng chúng ta làm như này, chúng ta sẽ set uộc bằng CH duplicate như này, đặt nó bằng như này. Chúng ta là bắt đầu vào cái chuyện là gì, đây là chữ vào đây chứ bằng rỗng nhé. Còn trường hợp mà status mà khác rỗng mà đặt bằng CH và đặt status bằng một, bắt đầu bước vào ấy mà, bắt đầu bước vào là chế độ là có từ mới rồi, đặt nó bằng một đấy, đặt bằng một. Còn trường hợp mà status bằng một
Tức chúng ta đang ở trong từ rồi thì chúng ta sẽ bổ sung cái set này vào cuối của cái work này. Chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ làm lệnh là set work. Bổ sung vào bên phải, set work to. To cái gì? To là nối, chúng ta nối work với cái việc CH đó. Chúng ta join cái work. Đâu rồi? Cái này hơi khó một tí nhé. Join cái work vào với CH. Đấy. Đấy. Nhé. Tức là nếu CH bằng 0 và khác 0 nhé. Thì chúng ta nếu mà chúng ta đang ở trong trên một từ mới rồi thì chúng ta chỉ bổ sung nó vào cuối của cái uộc. Đây, sum vào cuối của cái uộc. Còn nếu mà trước đó chúng ta chưa từ nào thì chúng ta gắn nó là bắt đầu bằng CH này, đặt step bằng 1 nhé. Một cái chỗ này này là ta đưa nó vào đây. Đấy. Còn đây là khi mà chỗ này là khi mà CH bằng 0. CH bằng 0 tức là ta bước vào một cái tự rỗng thì chúng ta làm như sau. Lại kiểm tra nếu trước đó setup bằng 0 thì như thế nào, bằng 1 thì như thế nào nhé. Đây. Ở đây. Chúng ta sẽ vào nối vào như sau. Nếu trước đó mà status bằng 0 thì chúng ta bỏ qua. Vì vẫn đang đi trên 0. Nhé. Còn trước đó nếu status bằng 1 thì làm thì ta làm khác. Đây. Chúng ta cần xử lý này thôi. Nếu mà trước đó mà status đang là 1 thì làm gì? Đây. Nếu mà trước đó status đang là 1. Thì chúng ta là bước sang cái tự rỗng, cái tự trống. Trước đó là có cái tự đang bổ sung rồi, cái tự rỗng thì chúng ta làm như sau nhé. Thì là kết thúc một cái từ. Đó. Nếu chúng ta là step 1 thì chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ bổ sung những uộc này vào sách từ. Chúng ta sẽ bổ sung add, chúng ta sẽ add cái uộc này vào một sách từ, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ set đặt cái status bằng gì? Bằng 0, vì là trước đó nó là đó. Đặt bằng 0. Đấy, tức là chỗ này nhé. Còn status mà khi status bằng 0 thì không cần làm gì nữa. Ta cứ để thế này thôi. Đấy. Và chúng ta xử lý xong chỗ này. Xử lý xong thì chúng ta chuyên ca bài 1. Okay, nó sẽ nằm ở chỗ này, nằm ở cuối cái này. Đấy. Thì đây chính là đoạn chương trình mà là các bạn có hình dung được không nhỉ? Nhắc lại nhé, chuyện này hơi khó một tí nhé. Nhắc lại này. Cái lệnh này tách từ là chúng ta tách cái từ gốc sau SC để thành các cái từ đơn. Việc bài này chúng ta cần tách ra thành 6 từ đơn là tiên, học, lễ, hậu, học, văn. Từ đầu vào là từ bố mẹ, thì tách ra hai từ bố và mẹ. Nên từ đầu vào là chỗ một từ thôi, là bình thì tách ra thành một từ thôi. Nhưng từ vào nó dài hơn, ví dụ như là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay là Cộng Hòa Xã hội Việt Nam, chúng ta tách ra thành những từ như vậy. Thì làm như sau, chúng ta cần ba cái biến nhớ là biến, bốn biến nhớ là biến biến ca, biến uộc, biến status quan trọng và biến CH. Biến ca là chạy từ 1 cho đến cuối của sâu. CH là cái tự, cái ca của sâu đó. Và đầu tiên là ca bằng 1 và repeat theo chiều dài của sâu. Đây kết thúc của nó chỗ này là ca chuyên ca bài 1 đây. Là như vậy là đi đúng một lượt từ đầu đến cuối. Thì mỗi một lượt như vậy chúng ta lấy ra cái CH là cái tự thứ ca của S và xử lý. Hai trường hợp. Trường hợp 1 là CH là khác sâu rỗng, là khác phím space, khác sâu rỗng. Và nếu bằng rỗng là như thế này. Nếu khác rỗng thì lại có hai trường hợp. Nếu status bằng 0, nếu trước đó là chúng ta không ở trên từ thì bắt đầu bước vào từ mới, chúng ta đặt uộc bằng CH và đặt đổi status sang vị trí 1 và đi tiếp. Nếu trước đó là status bằng 1 thì chúng ta bổ sung vào cuối của cái từ đó nhé. Chúng ta đi từng thứ tự một mà đó. Còn nếu mà trường hợp mà CH mà bằng rỗng
Thì chúng ta làm như sau. Thì nếu mà bằng rỗng nhất thì nếu status bằng bằng không chúng ta bỏ qua đi tiếp. Còn nếu mà status bằng một là chúng ta đang trên một từ thì sang một từ rỗng thì chúng ta sẽ phải ngắt đi. Chúng ta đẩy cái uộc này xong rồi đẩy vào danh sách từ, coi như xong một từ và chúng ta đổi trạng thái sang không. Bây chạy thử nhá. Sách từ là ở đây nhá. Và đây mà tôi đây tôi sẽ và đây để tôi bật lên cho bạn xem. Đây. Rồi. Cẩn thận đấy, đi cẩn thận nhé, nhìn làm việc cần chạy thử nhá. Đấy, chạy thử rồi đấy, chạy thử các bạn thấy nó ra kết quả là tiên học lễ hậu học văn, thấy không nào? Đây là đầu ra của nó đây này. Đấy, bây giờ ta chạy thử một cái khác nhé. Nhé, thậm chí bây giờ chúng ta có thể nhập từ bàn phím được. Đây bây giờ tôi để cho trận bàn phím cho nó hay nhé, để cho mèo vào đây là để cho mèo nó đây nhé. Đấy, chạy thử này, chúng ta nhập một từ nó dài hơn một chút nhé. Đây tôi làm cái lệnh này, nhập một từ này, nhập một show bất kỳ nhé. Đấy, và gán cái này là rồi, mà sau đó chúng ta có thể in ra. Từ ta chạy luôn để nhìn thấy dễ nhé. Để nhập chạy đây, để bề nhập vào cái show nhé. Ví dụ như là Hà Nội thủ đô của Việt Nam, mẹ nó dài chưa nào, enter này. Đấy, còn thế này, Hà Nội thủ đô của Việt, không không chữ Nam nữa, hết Nam rồi. Hà Nội thủ đô của, ta kiểm tra lại cái S một tí nhé. Vậy tôi nhập cái S gì chưa nhỉ? Còn tôi làm lệnh này cho yên tâm nhé. Tôi làm cái lệnh là xây cái S này ra cho nó yên tâm. Xây cái S này ra để cho nó. S gì đâu rồi? S gì đây đúng không? Làm lại này, chuyện lại nhé. Hà Nội thủ đô của Việt Nam. Ồ, không ra, không xoay cái này nhỉ. Để tôi thầy kiểm tra một chút nhé. S gì đâu rồi, nó xài ở đâu nhé. 1, 2, 3, 4, 5, nó lại ra 7 mà đúng đây có 6, nhưng mà lại tôi làm hơi thầy làm hơi sai nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem sai như nào nhé. Cái xây nó không ra nhỉ, cái xây xin không ra nhỉ. Answer tách từ đây này. Nó không ra như này này. Bây giờ này nhá, vì chúng ta đã bỏ qua cái từ cuối cùng nhá. Nếu mà chạy đến hết cái từ cuối cùng, nếu mà ở cuối cùng mà nó không còn cái từ trống nữa, nó không còn cái từ trống nữa mà nó dừng ngay ở cuối cùng rồi, thì chúng ta sẽ phải làm, chúng ta sẽ bổ sung thêm cuộc vào cuối nữa. Nhưng mà chúng ta thiếu một lệnh đây. Cái này các bạn xem tôi hợp lý nhé. Tới hết đây là tới hết rồi nhá. Nếu ở đây này, nếu ở đây mà status bằng một thì chúng ta sẽ làm thêm lệnh nữa, mà không thì thôi. Như vậy đây cho thêm một lệnh nữa thì mới đúng, nhưng vậy thì làm vẫn hơi sai. Chúng ta sẽ làm thêm lệnh nữa này. Nếu mà status bằng một thì chúng ta sẽ phải bổ sung vào. Nếu mà đến cuối mà vẫn là bằng một thì chúng ta sẽ bổ sung lệnh này này. Chúng ta sẽ bổ sung vào. Bỏ cái này ra. Ta bổ sung cái này vào. Đó, thì nó mới đúng nhá. Đó. Như vậy là nếu mà đến cuối cùng mà status bằng một thì chúng ta sẽ bổ sung cái từ cuối cùng đó vào trong cái dãy danh sách từ nhé. Đó, bây giờ chúng ta sẽ làm lại bài này nhé. Các lệnh xây nó cũng không hiện nhỉ. Lại này. Nhập vào ngắn nhé, ví dụ nhập là Hà Nội không thôi nó có ra như nào nhé. Hà Nội này.
nó ra là Hà Nội nhé, đúng rồi nhé, mình chạy lại này, ra một từ dài hơn nhé, ví dụ như là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, enter, để nó ra này, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, đó, được chưa? Vậy đây là cái bài, như vậy đây là cái bài số 1 nhé, bài số 1 của hôm nay là cái bài xử lý là đầu vào là một sâu và đầu ra là chúng ta tách các cái từ riêng ra, đưa vào một cái dãy, đưa vào một cái list. Cái này rất quan trọng, những cái bài tập này rất quan trọng luôn, thì sẽ có rất nhiều những cái bài tập mà trong các kỳ thi mà các bạn sẽ thấy như bài tập hay nhiều phần mềm là nó chúng ta phải làm các bài tập mà để dùng cái hàm này, dùng cái lệnh này chúng ta dùng trong các cái bài tập mà của chúng ta nhé. Đó là cái bài tập đầu tiên của hôm nay, hơi mất thời gian quá, không sao, chúng ta sẽ chịu khó nhé. Rồi, bây giờ đến bài số 2. Bài số 2 là chúng ta sẽ vẫn là đầu bài, là đầu vào là S, đầu ra là chúng ta không cần phải tách từ mà chúng ta cần đếm, đếm xem nó có bao nhiêu từ. Thì thời gian là chúng ta có thể tách từ, sau chúng ta đếm, dùng cái hàm len để đếm cũng được, cũng sao cả. Mình cũng có thể chúng ta làm một cách khác, để dùng chính cái hàm này, chúng ta làm mà chúng ta có thể thành cái bài khác cũng được, tùy chúng ta nhé. Đó, thế này. Đó. Bài số 2 là bài đếm, đếm xem là thời gian coi lại tốt rồi. Đây đang cho bọn nó coi, đang xem bên đây. Đây nhé. Tôi nhìn có nhìn rõ không? Đây nó hơi dài một tí đấy mà nó hơi bị tràn xuống dưới. Để thầy cho nó nhỏ lại nhé. Đúng rồi. Dạ. Ở dưới này còn chỗ này đây, còn thêm đoạn cuối này, cuối này thêm đây thì nó mới đúng này, không thể bị sai mất. Đây này nhé, cần biến nhớ là K này, biến nhớ là CH, biến nhớ uộc và biến nhớ status là cái là mô tả cái trạng thái mà chúng ta nhớ. Được chưa? Đó là bài tách từ nhé. Vậy chúng ta sẽ làm xong bài số 2. Bây giờ bài nào chúng ta làm bài số 2. Cái bài đếm từ là cái bài chính là bài ta dùng từ tách từ, sau đó chúng ta sẽ đếm xem là trong cái dãy tách từ nó có bao nhiêu từ thì là xong, bao nhiêu phần tử thì là có bấy nhiêu cái từ, đúng không nào? Điều bài số 2 là chúng ta đầu vào là sâu SC là một họ tên và đầu ra là ta tách ra là phần họ, phần đệm và phần tên. Được không? Tách được nhé. Rồi chúng ta làm bài số 2 này. Bài số 2 vẫn là bài như này. Đầu vào của chúng ta là nhập họ tên đầy đủ, ví dụ như là Nguyễn Thị Vân Anh. Đầu ra là chúng ta thông báo là họ là Nguyễn, đệm là Nguyễn, họ là Nguyễn, đệm là Thị Vân và tên là Anh. Đấy, chúng ta làm được bài đó thì cái bài này chỉ là bài này chỉ là cái bài suy ra cách làm của bài bài kia thôi nhé. Vì chúng ta lưu cái bài này, bài này chúng ta lưu đã, ta lưu ra vẫn là bài số 1 nhé, ta lưu ra. Mà bây giờ chúng ta save S sang cái bài số 2. B2 là gì? Đầu vào là một cái họ tên, một cái họ tên đầy đủ và đầu ra vẫn là số S gì? Vậy đầu vào không nhập một số mà nhập một họ tên đầy đủ. Đầy đủ nhé. Đó. Và đầu ra là tách ra là ba cái, một là họ. Đời họ là người họ. Cái thứ hai là đệm. Cái thứ ba là tên. Đấy, tách ra. Thế bây giờ tôi làm này rồi, có cái này rồi tôi làm đơn giản. Tách từ đấy đúng không? Rồi. Thì cái làm như sau là chúng ta nhập họ đầy đủ này và chúng ta vẫn dùng lệnh tách từ mà sau đó chúng ta sẽ lấy ra. Rồi. Bây giờ lấy ra rất đơn giản nhé. Đầu tiên là họ thì dễ rồi. Họ. Họ chính là gì? Họ chính là cái phần tử đầu tiên của cái dãy là danh sách từ
Vậy thì thấy ngày họ chính là cái gì? Họ chính là cái phần tử đầu tiên, vẫn là cái item, nó là cái item số 1 nhé, item số 1 của danh sách từ thì dễ hiểu rồi đúng không? Bây giờ tiếp theo là ta tính đến tên. Tên con tên là như nào nhỉ? Tên đây, tên. Set tên. Tên rất là dễ. Tên chính là gì? Tên chính là cái phần tử cuối cùng của danh sách từ. Chúng ta lấy ra chính chính cái này. Chính cái này mà, nhưng mà cái đây không phải là một mà là phần tử cuối cùng. Phần tử là length của danh sách từ. Chúng ta dùng cái hàm length ra. Length đây này. Length. Yeah. Độ dài. Đứng em ở đây. Đó. Chính là cái lấy ra phần tử nhé, phần tử cuối cùng của sách từ chính là len của nó, tôi đưa tên vào đây luôn và đưa vào đây luôn. Như vậy là đây là họ, đây là tên. Còn điểm thì sao? À, điểm khó hơn. Đấy, điểm khó hơn. Điểm chúng ta phải ghép những từ ở giữa lại. Ở giữa lại là ra là ghép nào. Bây chúng ta ghép nhá. Bây giờ chúng ta sẽ ghép đây. Chúng ta phải làm cái lệnh phức tạp hơn là họ được rồi. Đệm nhé, đệm đây. Thì ban đầu chúng ta cho cái đệm là rỗng, là một sâu rỗng luôn. Chúng ta xóa, dùng phím backspace để ta ấn vào là thành là một sâu rỗng. Sau đó chúng ta sẽ lần lượt ta đưa vào cái sâu cái, mà chúng ta đưa vào đệm này các cái phần tử từ số 2 cho đến cuối cùng, cho đến phần tử len trừ một của sâu danh sách từ. Vì sách từ này nó còn cái họ tên nó có 5 từ, thì từ đầu tiên là họ, cuối cùng là tên, còn phần giữa là phần họ đệm, phần đệm đấy. Chúng ta lấy ra từ số 2 cho đến là cái độ dài của len là trừ một, chúng ta lấy ra và chúng ta xen vào giữa chúng là các cái là các dấu cách nhé. Đấy, ví dụ như thế, chúng ta làm như thế nhé. Đây, đệm chúng ta làm như sau này. Đệm là cái gì nhỉ? Đệm nhé, bây giờ chúng ta làm như thế này. Chúng ta đặt, chúng ta set cái, chúng ta dùng biến k thôi nhé. Chúng ta cho k chạy từ mấy? Cho k chạy từ 2 trở đi. Chúng ta chạy từ 2, chạy từ 2 trở đi cho đến khi nào? Cho đến lọc, cho đến là như nào nhỉ? Từ 2 cho đến cái độ dài, tên và họ nhé. Tên là họ là một, tên là phần cuối. Nếu mà phần tử, nếu mà cái sâu SC thì chỉ có một một từ thôi thì là họ mới đệm, họ mới tên là trùng nhau. Đệm bây giờ đệm sẽ là rỗng nhé. Rồi thì chúng ta sẽ làm như sau. Cái này chúng ta làm mẹ một tí nhé. Chúng ta bây giờ chúng ta lôi ra đây và chúng ta sẽ tính nha, cái này. Chúng ta đúng là cần cầm cầm cái hàm nữa cũng thôi. Chúng ta làm luôn đây nhé. Đầu tiên là đệm bằng rỗng này và set k bằng 2 này, và chúng ta sẽ lặp repeat. Repeat gì? Repeat là độ dài của len này trừ đi 2. Lặp 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 trừ đầu vào cuối, gọi là dạng len trừ 2. Chúng ta dùng cái, chúng ta dùng cái hàm này, dùng cái bên này để phép trừ đúng nhỉ, để phép trừ đây len này này, chúng ta trừ đi 2, lặp lặp độ dài của cái này trừ đi 2, được chưa? Đó, và chúng ta sẽ lấy ra cái phần tử thứ k của cái sách từ và đưa nó vào cuối của đệm nhé. Chúng ta dùng lệnh join thôi, chúng ta dùng lệnh là set. Set đệm, set đệm nha. Và join nó với cái phần tử tiếp theo đây, join đây đệm đệm đối với phần tử tiếp theo của cái của cái này, của cái item thứ thứ k của sách từ đây, item thứ k, k đâu rồi, k đây nhá, đây nối nó vào đây.
Nhưng mà giữa hai cái này chúng ta phải có một dấu cách để đề phòng đây, cho nên chúng ta nối thêm một cách nữa về một con dấu cách ta để như này. Ở đây là dấu cách nhá, xóa đi này. Xong có một dấu cách ở giữa chúng ta nối nó vào đây. Tạm thời như thế nhé, nối cho độ dài này lên bằng len trừ 2 là xong. Vậy tôi đưa vào đây. Và bây giờ tôi sẽ thông báo này, thông báo nhé. Thông báo ra chưa, thông báo ra dùng lệnh xây để tôi thông báo thôi. Xây. Lệnh nối nhé, lệnh nối này. Một là họ là này, đúng không? Họ là này, tên là họ là, tôi phải nối rất nhiều đấy. Họ là, hai chấm, dấu cách. Sau đó là phần họ. Xong tên là đệm chứ. Đệm. Đệm là hai chấm dấu cách. Ở đây nhé. Và tên là một giấy nữa ở đây. Hơi dài một tí. Đấy. Nhé. Họ là này. Họ nó sẽ là họ ở đây. Đâu rồi? Họ nhé. Họ là tên đệm là dùng từ đệm vào đây. Và đây là tên là dấu cách tên là để đưa đưa cái tên này vào. Đấy, như vậy tách ra thông báo ra ngoài là họ là đệm là tên là nhé. Rồi bây chúng ta sẽ làm thử này. Cái này tôi không cần, tôi bỏ cái này đi, không cần cái này nữa. Đấy. Và như vậy cái bài này là cái bài là chúng ta chỉ nhập họ tên đầy đủ và thông báo ra luôn. Kiểm tra nhé, sẽ đúng nhé. Đây, thầy mình kiểm tra này. Phóng to thì kiểm tra nhé. Đây. Phóng to chạy này. Đấy, tên đủ nhé. Ví dụ như là Nguyễn Thị Vân Anh. Enter. Họ là Nguyễn là chữ đệm, cô đệm là họ là Nguyễn, đệm là ô hai thị nhầm lẫn rồi. Họ là thị bị nhầm lẫn rồi. Tên là anh. Phải là Vân chứ. Thì bị nhầm như này nhé. Thành ra là hai thị là không đúng. À. Vì sao như vậy? Vì chúng ta quên không tăng ca lên một đơn vị này. Chúng ta trên quên lệnh là trên ca bay một ở đây, đúng không? Trên ca bay một ở chỗ này này. Đấy. Rồi mình chạy lại này. Chạy lại nhá. Đây, phóng to này. Rồi. Họ tên đầy đủ nhá. Trương Việt Quang Vinh. Đấy, nghĩa là có bốn tên. Họ Trương, đệm là Việt. Đệm Việt là Việt Quang, tên là Vinh, đúng rồi. Đấy. Chúng ta có thể thêm vào đây những cái để ta để một tên dài hơn một chút nhá, sẽ không đúng nhé. Họ mới tên dài hơn nè. Rồi, họ tên là Bùi Lê Thị Vân Anh. Bùi đệm là Lê Thị Vân, tên là Anh, chính xác. Đã, thế. Nhưng mà chúng ta đã tách được cái bài bài đây là cái bài số hoa, chúng ta tách một cái tên gốc. Tách một cái tên gốc thành họ và thành đệm đệm và tên. Cái này rất quan trọng đấy, cái này rất quan trọng. Chúng ta ghi cái đề này nhé. Cái bài tập này là sẽ dùng ở rất nhiều các bài tập khác nhau. Đây là bài số 2, B2. Chẳng lại đi ghi đề lấy bài bài số 2 nhé. Được chưa? Hồi tập này chúng ta dừng lại có hai bài như vậy. Nhưng bài 1 là chúng ta tách một cái từ gốc và một cái sâu gốc thành các cái từ đơn. Từ đơn. Và bài số 2 là chúng ta đầu vào là một cái sâu là một cái họ đầy đủ, cho tách ra phần 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 họ, phần đệm và phần tên, được chưa? Đó. Mọi người đã hiểu chưa nhé? Thì đây là những cái bài tập mà rất là cơ bản, đơn giản để chúng ta xử lý với sâu. Nhưng và về cái phần sâu này có rất rất nhiều bài tập khác nhau đấy, rất rất nhiều bài tập. Thì thầy sẽ cho các bạn làm một số bài tập liên quan đến xử lý sâu. Bây giờ còn ít thời gian còn lại thì thầy muốn các bạn chúng ta sẽ cùng quay lại làm cái bài tập mà hôm trước ấy. Bây giờ thầy muốn chúng ta cùng phân tích một chút và chúng ta làm bài tập trước một cách bài bản hơn, chuẩn xác hơn.
để nó được, để nó phát triển được lâu dài, chứ không trước tôi nhìn các bạn là cũng đúng, nhưng mà chúng ta thiết kế cái phần dữ liệu nó không thật chuẩn xác lắm. Để thầy làm nhé, cái bài chấm trước nó có nhiều cách làm, nhưng mà một cách làm là như này: chúng ta tạo một cái, chúng ta tạo một cái nhân vật đặt tên là đồ đạc chẳng hạn, hay là cái quà chẳng hạn, và chúng ta đều đấy là các cái hình ảnh, các cái món quà. Đấy, ví dụ như là ảnh cái mũ, cái quần, cái áo gì đó, và sau đó chúng ta sẽ phân loại các cái mỗi cái ảnh đấy là nó có cái tên của nó, và chúng ta đưa vào một cái dãy, có thể nó gọi là khăn quàng màu đỏ, khăn quàng màu xanh, hay là mũ phớt, hay là mũ gì đó, nhiều loại mũ, nhiều loại quần áo, nhiều loại đôi giày khác nhau, nhưng chúng ta phân loại ra nó chỉ có là, ví dụ như có 5 loại thôi: loại quần áo, loại quần, loại áo, loại mũ, loại khăn, loại giày đó. Thì như vậy chúng ta sẽ liên kết được hai dãy. Vấn đề bài tập đó là phải làm những cái liên kết được giữa hai dãy đó, và sau đó chúng ta sẽ, giáo viên sẽ đưa hết, sâu hết tất cả các cái đồ vật ra, và giáo viên sẽ yêu cầu là em hãy nhặt đi là hai cái mũ, một đôi giày và hai cái khăn đó. Thì trên màn hình nó phải hiện ra là phải cái số lượng là hai mũ, hai giày, một khăn, là nó phải là ngẫu nhiên hoàn toàn, mà nó nhỏ hơn số lượng khăn và mũ có ở trong có gói quà. Đấy, giáo viên, học sinh sẽ nháy chuột lên một cái đồ vật, nháy đúng thì nó pop và nó sẽ mất đi, còn nó nháy sai, ví dụ trên màn hình là có ba cái mũ, nhưng giáo viên nói là em hãy lấy đi một mũ thôi, thì học sinh nháy là một mũ, nháy mũ thứ hai là sai ngay, giáo viên nói là bạn nhặt quá rồi là bị sai đó. Thì bài tập đó là cái bài tập mà ta phải xử lý sâu rất là thỏa đáng, thì nó sẽ được mở rộng rất là nhiều. Rồi chúng ta cùng nhau làm nhé, chúng ta có nhau được khoảng một nửa tiếng nữa để làm bài bản cái bài tập hôm trước, thì các bạn cùng thầy chúng ta cùng lần nhau làm nhé. Các bạn chú ý là cái cách mà chúng ta thiết kế dữ liệu là rất quan trọng luôn ấy, quan trọng lắm ấy. Khi mà chúng ta có một cái kịch bản rồi thì có nhiều cách chúng ta thiết kế dữ liệu để chúng ta làm, nhưng mà vấn đề là làm sao chúng ta thiết kế dữ liệu một cách là bài bản nhất có thể có được. Đấy, nhé, thì chúng ta làm nhé. Đây bài này này. Đầu tiên là thầy sẽ tạo ra, nhưng mà thứ nhất là giáo viên đành rồi, chúng ta đưa giáo viên lên góc đi nhé. Giáo viên chỉ hiện ra ban đầu, sau đó thì thông báo và sẽ ẩn đi và chúng ta sẽ làm việc. Khi chúng ta nháy xong, nháy đúng thì giáo viên nháy xong, giáo viên nói là chúc mừng em đã lấy xong quà. Còn chúng ta nháy sai, giáo viên cũng hiện ra ngay là em chọn sai rồi nhé. Rồi, và sau đó chúng ta biết tạo ra một cái nhân vật số 2 là nhân vật là chính là quà. Ta bấm đây, ta chọn nhân vật từ đầu nhé. Đây. Đặt tên là quà nhé, và thứ hai. Rồi, bây giờ đây chúng ta bắt đầu lấy này, chúng ta bắt đầu chọn này. Chọn từ danh sách nhé. Chúng ta vào cái fashion này, đặt cái gì nhé, đây là. Hồi thì đặc biệt thì đặt là quần áo là cho đây là áo đây nhé. Áo này, đây là hai quần này, đúng không? Mũ đây có rất nhiều mũ này, nhiều mũ chúng ta chọn nhé. Thì được. Và có thể nó lẫn lộn, không phải toàn áo, không phải là liền một lúc, có thể là quần áo rồi mũ lẫn lộn với nhau nhé. Như vậy đầu tiên là áo một này nhé, nên ta xóa cái này đi nhé. Xóa này. Một áo này. Chọn cái thứ hai nhé. Cái thứ hai. Tôi chọn khoảng từ 10 đến 15, chọn cái hai là mũ này nhé. Cái thứ ba. Cái thứ ba là chọn là cái khăn một này nhé. Cái tiếp theo là chọn cái áo thứ hai, cái áo thứ hai. Tiếp theo nữa ta chọn, ví dụ chọn cái quần. Tiếp theo nữa chúng ta chọn cái mũ thứ hai. Đừng để cho nó mà làm cho nó khác nhau nhé, cái mũ nó phải khác nhau một tí nó mới hay. Hình ảnh giống nhau thì nó không hay lắm nhé. Rồi. Mũ quần này đúng không? Một quần nữa đây không? Một quần nữa. Quần nữa này. À, tiếp theo là một cái khăn nữa đi. Khăn. Tiếp theo nữa là một cái áo nữa. Này, cái áo này, cái áo này thì cũng coi như là cái áo kia. Được bao nhiêu rồi? Áo rồi, bây giờ 8 rồi nhé. Tiếp theo này. Quần, một quần nữa này. Đây là cái mũ đúng không? Một cái mũ nữa này. Các bạn có thể lấy thêm. Áo này, áo này lấy chưa nhỉ? Quần này.
mũ này. À còn chưa lấy ra nó giày. Giày. Chưa có giày. Chúng ta lấy cái đôi giày. Đây có những bốn đôi giày cả. Ta lấy thoải mái. Một đôi này. Chúng ta lấy cái gì nữa nhỉ? Cái áo này đúng không? Áo này nữa. Như vậy là 15 rồi. Thêm một đôi giày nữa nhé. Cho nó đa dạng. Đây. Đây này. Đấy, như chúng ta có 16 nhé. 16 này, đúng không? 16 nhé. Đấy. Đây. Đặt là kiệu là đánh số từ 1 cho đến gì? 1 cho đến 16. Bìa như sau. Chúng ta sẽ tạo ra là đặt tên cho nó. Ở đây đây là thêm một tiếng Việt ở bên này nhé. Này. Mấy các bạn chú ý này, tôi cùng nhau bây giờ chúng ta, như đây là dữ liệu gốc, chúng ta sẽ có một cái bảng đồ vật gốc là tên các đồ vật tướng như này. Là cái bảng mặt nhất nhé. Nhé. Bây giờ thì tôi đặt tên bất kỳ thôi nhé. Đây này bây giờ thầy đặt cho con, tôi tạo ra một cái bảng. Một cái list nhé, là danh sách đồ. Đồ vật nhé. Gốc của chúng ta gồm có những cái gì? Đó, vật gốc. Và chúng ta sẽ bây giờ sẽ nhập tên vào đây. Chúng ta xoay lên này và nhập nhé. Nhập. Đây. Đây này. Thứ nhất là đây là mấy cái nghe gọi gì cháu nhỉ? Đây là gọi là váy hay là đầm ấy nhỉ? Tôi không nhớ. Gọi là váy đi. À, váy xanh nhé. Gọi là váy xanh. Cái thứ hai là mũ, đặt tên là cái mũ nhé, đặt tên là mũ ba màu, hãy đặt tên lung tung cho không quan trọng tên của nó, tên của đồ vật nhé. Cái thứ ba là khăn xanh. Cái thứ tư là gì? Cái thứ tư là áo vàng trẻ em, ví dụ như vậy thì đã không, áo vàng trẻ em. Cái thứ năm là quần trẻ em nhé. Đây là cái số 5. Cái số 6 là mũ phớt, để khai thế tự đặt tên tung cho nó khác đi nhé, mũ phớt số 6. Cái số 7 là quần cọc, thì lấy ví dụ như vậy đặt tên cho nó khác nhau, quần cọc. Cái số 8 là khăn, cũng là khăn len. Cái số 9 là áo cộc tay. Rồi. Cái số 9, mình chúng ta sang cái số 10. Số 10 là quần đùi, để lấy ví dụ nhé. Thực tế là cái bài tập này là chúng ta có thể về vật lý thuyết, chúng ta có thể tạo ra một cái bộ dữ liệu bắt đầu là rất đa dạng, các đồ vật đa dạng khác nhau. Nhé, nó là quần, nó là áo, nó là giày, nó là dép nhé. Cho nó thấy nó tổng quát nhé. Và mỗi cái nó có một hình của nó. Như vậy cái 10 là quần đùi. Cái thứ 5 là mũ gấu, hình con gấu đúng không? Cái thứ 5 là mũ gấu. À 11 là mũ gấu. Cái 12 là quần cộc xanh. Cái 13. Đây chúng ta xem cái 13. Cái 13 là mũ Noel, ví dụ thế nhé, mũ Noel. Cái 14 là giày mùa đông, à, giày len. Cái 15 là cái gì đấy nhỉ? 15 là váy trẻ em. Và 16 là giày thể thao. Được chưa? Đó. Nhưng mà chúng ta là có thì nó có thể là chúng ta phân loại nó ra. Để chúng ta học cái bài này là bài học là phân, là liên kết giữa hai dãy. Nó chỉ có loại là hoặc là áo và váy là một loại, thứ hai là mũ, thứ ba là khăn, thứ tư là quần và thứ năm là gì? Thứ năm là giày, nó có 5 loại. Và chúng ta tạo cái bảng số 2. Cái list số 2 là cái list là loại
loại đồ vật, loại đồ vật nhất. Đấy. Và list thứ hai này là cái gì? Gồm có này, chúng ta biết rồi này, là gồm có thứ nhất này là áo, áo cùng với váy. Thứ hai là quần. Cái thứ ba là mũ, phân loại loại thứ mũ. Loại thứ tư là khăn. Loại thứ năm là giày, là giày. Được chưa? Đó, như vậy là có rất nhiều đồ vật khác nhau nhưng mà chúng được chia thành năm loại thôi, là áo, quần, mũ, khăn và giày. Được chưa? Và như vậy chúng ta cần cái bảng thứ ba để kết nối bảng đầu và bảng số 2. Đó, cái quan trọng nhất ấy. Bài hôm qua chúng ta học là liên kết giữa các cái bảng. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái bảng thứ ba là bảng gọi là phân loại, đặt tên là PL để phân loại nhanh nhanh, phân loại nhé. Đó là cái bảng này là cái bảng gốc dùng để phân loại. Phân loại. Đây, cái bảng đây. Vì chúng ta sẽ phân loại theo cái loại đồ vật nhé. Đây, chúng ta đi ở đây nhé. Bảng này nó sẽ là một một với cái bảng đồ vật này nhé. Đây chúng ta làm này. Váy này, váy là thuộc loại áo nhưng đây sẽ phân loại là một. Đúng, đây là một đúng không? Mũ là số 3. Tiếp theo là khăn xanh là số 4, phân loại là số 4. Tiếp theo là áo vàng trẻ em nó là số 1. Tiếp theo là quần trẻ em nó là gì? Nó là số 2. Tiếp theo cái số 6 bên kia là mũ phớt, nó sẽ là phân loại là số 3. Tiếp theo là gì? Là quần cộc ứng với bên này là 2. Tiếp theo bên kia là số 8, bên kia là khăn len, ứng bên này là số 4 là khăn. Bên kia là số 9 là áo cộc tay, đứng bên này là 1. Bên kia là quần đùi, ứng bên này là 2. Bên kia là mũ gấu, ứng bên này là 3. Đó, các bạn thấy chúng ta phải làm cái này nó mới chính xác. Yeah. Tiếp theo là 12. 12 ở bên đồ vật là quần cộc xanh thì bên này ứng bên này là số mấy? Ứng bên này là số 2. 13, bên kia là mũ Noel thì bên này nó sẽ là gì? Là số 3. 14, bên kia là giày len, ứng bên này là 5. Là 5. 15, bên kia là váy trẻ em, bên này sẽ là 1. Và cuối cùng là giày thể thao, bên này nó sẽ là 5. Đó. Như vậy các bạn thấy không? Như vậy là chúng ta tất cả cái đèn đó là bộ dữ liệu ban đầu. Dữ liệu ban đầu là đồ vật là dữ liệu ban đầu, phân loại là ban đầu và loại đồ vật là ban đầu. Ba cái bảng này là cái ba là ba cái là ba cái dãy nó gọi là dữ liệu gốc của chương trình. Từ dữ liệu gốc này chúng ta có thể tạo ra rất nhiều các bài tập khác nhau, các kịch bản khác nhau, các phần mềm khác nhau mà chúng ta ra để làm những chương trình để yêu cầu người dùng là tạo ra cái trò chơi đó, tạo ra cái phần mềm học tập đó nhé. Như cái bài này là cái bài mà có thể cho học sinh mẫu giáo học phân biệt các loại đồ vật. Đây là hình một cái hình ảnh mà câu hỏi là các con đây là cái mũ hay là cái quần hay là cái áo. Học sinh sẽ phải chọn mũ hoặc quần hoặc áo. Được chưa? Đó thì đây là cái bộ dữ liệu gốc. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục là chúng ta sẽ phải tạo ra một cái chúng ta cần phải đếm xem là trong cái đồ vật này có bao nhiêu là áo, bao nhiêu là quần, bao nhiêu là mũ, bao nhiêu là khăn, bao nhiêu là giày. Thì cái bảng đó là chúng đặt tên là cái nó gọi là số lượng đồ vật. Tạo ra một cái dãy mới đặt tên là số lượng. Số lượng. Số lượng đây cũng là đây là một cái bộ dữ liệu gốc. Dữ liệu gốc. Và nó đi liền với cái đây, để chúng ta ẩn đi cái đồ vật này đi nhé. Và tôi đưa đây số lượng đây. Số lượng nhé. Và tôi sẽ đếm trong bài của chúng ta là chỗ này có bao nhiêu số 1. Bao nhiêu là áo thì ứng ở bên này, cái bảng này nó sẽ cùng hàng với cái bên này, nó có 5 phần tử. Là cái số lượng gốc các đồ vật cho đang có. Thì cái bảng này có thể tính được, có thể dùng phần mềm nó có thể tính toán được, hoặc chúng ta có thể tính bằng tay nhé. Để số 1 đây này, có 1 số 1 này, 2 số 1 này, 3 số 1, như vậy tất cả đều có 3 số 1 đúng không? 4 nhé. 1 này, 2, 3, có 4 số 1. Như vậy ta ghi đây là có 4 số 1. Như vậy là 4. Như vậy là đồ đạc của chúng ta là có 4 cái áo. Tiếp theo là quần số 2 này. Đếm này, đếm bằng tay nhé. Đếm bằng tay nhé. Các bạn đếm cùng thầy, đếm 1 số 2 này, 2 số 2, 3 số 2, 4 số 2,
cũng bốn, cũng là bốn kia, cũng là có bốn, bốn quần. Tiếp theo là mũ là số 3 nhé, đếm nào. 1 số 3, 2 số 3, 3 số 3, 4 số 3, cũng là 4 số 3, đều nhau thế. 4 số 3. Tiếp theo là khăn. Đếm khăn nào. Khăn là số 4, 1 số 4, 2 số 4. Nên chỉ có 2 số 4, 2 khăn thôi. 2 khăn. Cùng là giày. Kiểm tra giày nhé. Giày là số mấy? Giày là số 5. Có 2 số 5. 2. Đến từ số nhất. 4 4 đây là 3 4 là 12. 12 với 4 là 16, đúng rồi, chính xác. Tất cả các cho là 16. Như vậy là chúng ta thì chúng ta là có tất cả là có 4 cái áo trong đồ của chúng ta đấy. Cái đồ của chúng ta là cái này này. Đây là cái đồ của chúng ta nhé. Là có 4 cái áo, đúng không? 4 cái quần, 3 4 cái mũ, 2 cái khăn và hai đôi giày. Thì đây là số liệu gốc ban đầu. Cái bảng số lượng này là chúng ta có đếm tay hoặc có thể dùng phần mềm ta tính được. Rồi, đây chính là cái bộ này là bộ số liệu gốc. Và bây giờ chúng ta sẽ sinh ra cái bài tập của chúng ta, kịch bản. Kịch bản này sau là giáo viên sẽ hiển thị trên màn hình là toàn bộ tất cả 16 đồ vật. Và giáo viên sẽ ra cái bài tập là em hãy lấy đi. Ví dụ như là hai cái mũ, một cái quần, một cái áo. Thì cái số lượng là hai mũ, một quần, một áo là cái số ngẫu nhiên mà chúng ta sẽ và giáo viên sẽ sinh ra cái số ngẫu nhiên. Thì số lượng áo lấy ra là phải lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn bằng 4. Đây là 4 là như vậy là ngẫu nhiên nhé. Số lượng quần được là phép lấy ra là phải lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn bằng gì? 4. Số lượng lấy ra là mũ phải lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn bằng 4. Số lượng là khăn lấy ra là lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn bằng 2. Đó. Giày là cũng phải nhỏ hơn bằng 2. Như vậy cái số lượng lấy ra nó là ngẫu nhiên và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập đó nhé. Rồi. Để làm bài tập thì như sau này là chúng ta sẽ cần thêm một cái bảng nữa. Đấy, cần thêm cái bảng này là cái bảng dùng để sinh dữ liệu cho cái bài tập của chúng ta nhé. Thì cái bảng này là bảng như sau. Bây giờ đây thầy sẽ tạo ra một cái bảng nữa. Cái bảng này là cái bảng liên quan đến số liệu để ta sinh ra cái bài tập của chúng ta. Này, sinh ra đây là cái bảng này là cái bảng số lượng đồ số lượng đồ đạc cần phải lấy đi đấy nhé. Thì thầy đặt tên nó là tên là SL số lượng nhé. Bắt đầu là rỗng và mỗi lần chơi thì giáo viên sẽ sinh ra cái bảng số lượng này và ra bài cho học sinh. Đấy, thì bây giờ chúng ta ẩn hết cái này này. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta làm nhé. Bài tập của chúng ta là như thế này này. Là bắt đầu vào là giáo viên sẽ sinh ra cái bộ dữ liệu gốc đã. Gốc đã, sau đó giáo viên sinh dữ liệu gốc rồi thì giáo viên sẽ ra cái đề bài cho học sinh. Giáo viên sẽ ra cái lệnh để yêu cầu là các cái đồ vật này là gì là hiển thị trên màn hình. Đây là cái bài cái người này tên là tên là giáo viên nhé. Cái người cái này là tên là đồ vật. Đồ vật được chưa? Đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm việc với giáo viên này, giáo viên nhé, này giáo viên. Thì khi bắt đầu vào chơi thì giáo viên sẽ hiển thị, đấy, giáo viên sẽ hiển thị. Thì trong quá trình chơi giáo viên là có thể ẩn đi mà chúng ta yên tâm, chúng ta đặt cho nó là hiển thị cho nên cho nó chính xác. Giáo viên sẽ hiển thị lên và bắt đầu ra cái lệnh là sinh ra cái bộ dữ liệu ban đầu nhé. Thì đặt cái tên của nó là đặt một cái block có tên là thiết lập dữ liệu. Đặt tên nó là init data. Đó. Data. Nha. Cái dữ liệu cái bảng này cái chương trình con này hay cái thủ tục này là cái thủ tục mà sinh ra cái bộ dữ liệu ban đầu. Chính là sinh ra cái bảng cái bộ là số lượng đấy nhé. Cũng 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 đơn giản thôi, không 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 có gì cả, nó rất đơn giản. Rồi chúng ta làm như sau này. Đây. Đây init đây. Giáo viên sẽ làm nhiệm vụ là init data, sau đó giáo viên thì giáo viên sẽ gửi thông điệp là show để yêu cầu là cái đồ vật này hiện ra và giáo viên sẽ yêu cầu là em hãy gì đấy, em hãy lấy đi là gì đó, thì ta sẽ làm sau nhé.
để giáo viên sẽ gọi thông tin, gửi thông điệp là gửi broadcast là show nhé, là show hiển thị, hiển thị. Các bạn thấy làm cái bài tập này, làm này nó sẽ cho nó thật là bài bản. Đây giáo viên sẽ gửi sau khi init data rồi, khởi tạo dữ liệu bắt đầu, giáo viên sẽ gửi thông điệp show và thông báo ra, học sinh bắt đầu làm bài. Rồi chúng ta làm lập trình cho cái phần init này nhé. Init là rất đơn giản, chúng ta thì làm, chúng ta sẽ phải sinh cái bộ dữ liệu cho cái gì, cho cái mảng số lượng. Đây là cái mảng mà cái dãy này là cái dãy mà số lượng các cái đồ vật mà học sinh cần phải chọn, cần phải chọn, được chưa? Như sau này, bắt đầu giáo viên đầu tiên bây giờ cũng phải xóa đi cái số lượng này đi này, làm mới là phải xóa đi nhé. Nhắc lại là mà đồ vật ở đây là dãy dữ liệu gốc ban đầu, loại đồ vật là cái phần phân loại, có 5 loại đồ vật. Cái phân loại này là cái bảng, là cái dãy liên kết giữa đồ vật và loại đồ vật, được chưa? Số lượng này là cái bảng ban đầu, cái số lượng ban đầu của cái các đồ vật. Còn cái số lượng này này là cái bảng mà đi cầu của đề bài, học sinh cần lấy đi bao nhiêu. Như vậy chỗ này cần phải xóa đi là số lượng, được chưa? Rồi sau đó là mỗi một cái phần tử từ 1 cho đến mỗi một loại phần tử đấy, mỗi một loại này, giáo viên sẽ sinh ra một cái số ngẫu nhiên từ 0 cho đến độ lớn của nó. Chúng ta lấy cái loại là số lượng nhé, này, lượng này. Đó. Bây giờ giáo viên sẽ phải tạo ra thì đưa vào cái bảng này là bao nhiêu quần áo, bao nhiêu quần, bao nhiêu mũ, bao nhiêu khăn, bao nhiêu giày để cho học sinh lấy đi nhé. Không phải là ba mà có thể nhiều hơn, có thể là 4 loại đồ vật hoặc là 2 đồ vật. Nhưng mà lấy ngẫu nhiên từ 0 trở đi, chứ có thể nó có 0 nữa nhé. Rồi chúng ta bắt đầu làm này. Đây, chúng ta cần một cái biến nhớ k. Biến nhớ k để làm trung gian. Chúng ta tạo cái biến nhớ là biến k là biến trung gian. Được chưa? Rồi, chúng ta làm như sau này nhé. Đây. Chúng ta set k từ 1 nhé, và chạy dọc theo độ dài của cái dãy là loại đồ vật này. Chúng ta sẽ có cái vòng lặp repeat này. Repeat dọc theo cái gì? Dọc theo cái độ dài. Các bạn của mình thầy chúng ta làm nhé. Đây. Length của đồ vật. Hay length của loại đồ vật chứ không phải đồ vật. Length của loại đồ vật. Đây. Đấy. Được chưa? Nhé. Length đây. Và với mỗi cái loại như vậy thì chúng ta sẽ lấy một phần, chúng ta sẽ lấy ra một cái số ngẫu nhiên. Đây. Sinh ra một cái số ngẫu nhiên. Random. Từ 0 trở đi, có thể 0 nhé, cho nên không phải từ 1 từ 0, có thể có một số đồ là không lấy gì cả, từ 0 cho đến maximum là gì? Maximum là cái số lượng của phần tử thứ loại đồ vật thứ k. Chúng ta lấy ở đây. Đây. Chúng ta lấy maximum là cái item của phần tử thứ k tương ứng của cái gì? Của cái số lượng này, của cái số lượng. Số lượng nhé. Đây. Như vậy là lấy một từ ngẫu nhiên từ 0 cho đến phần tử thứ k của cái số lượng này này và bổ sung vào cái mảng SL này, vào cái dãy này. Chúng ta sẽ dùng cái lại là add vào cái SL là cái số lượng mà chúng ta cần phải yêu cầu cho học sinh làm bài đấy. Chúng ta sẽ add cái này vào đây này, add vào đây. Đó. Và sau đó chúng ta sẽ change k by 1. Đó. Đấy, như vậy là sau khi mà chúng ta edit data xong thì cái bảng dữ liệu này nó đã hiện ra. Bây giờ tôi thấy mới ra đóng lại cái này nhé, đóng lại cho xem này. Chạy thử nhé, chạy thử này. Bấm vào đây này. Đấy, chúng ta kiểm tra cái SCL nhé. Này. Như vậy là lấy ra là gì, là S thì cái loại đồ vật đấy nhé. Như vậy là lấy ra là yêu cầu lấy ra 2 cái áo, lấy ra là 4 cái mũ, lấy ra 1 cái khăn, lấy ra là 2 cái giày, 2 đôi giày. Còn cái số này là 0 thì không có, còn không có nữa. Chạy lại một nữa nhé, lần thứ hai này. Lần thứ hai này là 24001. Nó có thể nó khác nhau. Và thế như vậy nó rất là ngẫu nhiên và nó rất là bài bản đấy. Thế nào? Các cái số này được sinh ra đều phải nhỏ hơn số lượng áo có sẵn, nhỏ số áo và nhỏ hơn số áo, số quần nhỏ hơn số quần đã có, là số mũ và nhỏ hơn số mũ.
số khăn nhỏ hơn số khăn, dày nhỏ hơn số dày nhé. Rồi như vậy là sinh như vậy là xong rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp này. Đấy, như vậy đây là xong. Và bây giờ có thể giáo viên bắt đầu nói ra để thông báo cho học sinh biết là em hãy lấy ra này, để ở đây nha. Bắt đầu học sinh và giáo viên nói nhé. Em hãy lấy ra là ba cái mũ, ba cái quần. Thì đây chúng ta làm em kỹ nhé. Đây này, giáo viên sẽ bắt đầu nói. Giáo viên dùng lệnh say và sẽ nói ra trong khoảng 5 giây. Nói xong thì ẩn đi. Nói ra cái đồng thời em hãy lấy ra gì đó. Nói xong thì ẩn đi. Để cho học sinh làm lắng tục, để chúng ta làm võ trưởng lúc nhé. Và nói xong thì ẩn đi 2. Đó. Đấy, thì đây là cái gửi thông điệp sâu. Khi sâu thì trên màn hình hiện ra các cái đồ vật. Cái sâu này là cái thông điệp sâu là dành cho gì? Dành cho đồ vật nhé. Và khi hiện đồ vật rồi thì giáo viên sẽ thông báo say cái gì là em hãy lấy đi. Em hãy lấy đi là hai đôi giày, ba cái mũ, và sẽ dùng cái dữ liệu từ cái bảng, từ cái dãy SCL này để lấy vào đây nhé. Rồi chúng ta bắt đầu làm này. Chúng ta sẽ phải dùng biến nhớ nữa để mô tả cái lệnh của giáo viên. Chúng ta tạo một cái biến nhớ có tên là ví dụ như là STR đi, là cái biến nhớ dùng để mô tả cái sâu ký tự mà giáo viên sẽ nói ra nhé. Đây thì đầu tiên là chúng ta xếp cái STR này nó vòng rỗng xóa đi này, xóa đi rỗng. Sau đó chúng ta sẽ ghép nhé, chúng ta sẽ ghép này. Hay không, chúng ta đây là chúng ta viết là em hãy lấy đi, em hãy chọn, đúng rồi đi nhé. Và chúng ta sẽ bổ sung vào dọc theo cái bảng chúng ta làm như sau này. Thì chúng ta chú ý nhé, ở đây chúng ta sẽ set k vẫn là k đây là vòng lặp k bằng 1, và chúng ta lặp theo gì, lặp theo độ dài của đây, lặp theo độ dài của đây, giờ lấy cái sao nó dễ, của cái tiệp số lượng, của cái bảng, của cái dãy số lượng đây, lặp theo cái độ dài này, được chưa nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta làm đây số lượng đây nhá. Các bạn cùng với thầy chúng ta chú ý nhé, đây số lượng cái này. Đây. Nếu mà nó là dương thì mình nói nó âm thì thôi, các chạy thử lần nữa nhé này. Đấy nên là không người ta không lấy, là dương ta mới lấy ra nhé. Không người ta bỏ qua. Đấy thì như vậy chúng ta làm nhé. Đây này. Chúng ta phải lấy ra là nếu mà dương nên là như chúng ta thì không lệnh nữa, nên là if. Đây if. If nhé. If gì, nếu mà if cái phần tử thứ k đó. If đây. Đây chứ if. Lớn hơn không, đúng không? Đây là bằng đúng không? Đây này đây, lớn không? Đây là không này. If gì? If mà đây. Phần tử thứ k của số lượng. Số lượng nhá, đây. Phần tử thứ k đây. Nếu phần tử thứ k của số lượng mà lớn không thì thầy ta mới nói không ai thôi. Đó. Nhá. Chúng ta nói ra cái gì? Chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ để chỉ là xử lý sâu này, chúng ta sẽ set str nối tiếp vào đây này. Em hãy chọn là bao nhiêu phần tử gì đó, đúng không? Đây chúng ta nối, đây chúng ta nối đây này. Chúng ta sẽ nối đây. K phần tử gì đó đúng không? K cái gì? K cái mũ đúng không? Đây chúng ta sẽ phải nối. K sẽ nối vào đây. Đây này. Nhưng mà lớn không chúng ta đưa vào đây. Đấy. Nối cái này với cái K. Đây là như là 4 cái mũ hay là 2 cái mũ? 3. Đây chúng ta để dấu cách này. Dấu cách ra như này. Còn đây chính là gì? Đây chính là cái tên của cái loại đồ vật. Chúng ta lấy cái này ra. Chúng ta đưa cái phần này ra. Đây. Item của cái này là đây, item là của loại đồ vật nhá. Đây này, ta lấy cái K này ra này, K đấy, cứ nối như vậy, nối xong đến đây thì thôi, trên K bay 1 ở chỗ này đấy. Được chưa? Tôi chạy thử cho bạn xem nhé, để cho bạn thấy là tất nhiên đã nó dài đây.
Đây nhé, nhìn vào đây nhìn rõ, bấm lên này. À, chưa có lệnh save đúng không? Vẫn là hello ở đây đúng không? À, đây nhé. À. Em hãy chọn đúng không? Và đưa lên đây chứ. Từ nhé, tôi kéo lên cái này nữa. Cái màn hình nó bé quá đúng không? Ta đưa cái này ra. Đưa cái này lên và đưa cái này xuống cuối. Đó. Ta đưa cái này vào, đưa cái STR này vào đây. Đấy. Khi tính xong thì ta tính là cái STR ở đây đúng không? Xây cái này đúng không? Để cho bạn xem nhé, chạy thử nhé. Sẽ lại hai khăn. Xây là em hãy chọn cơ mà nhỉ, em hãy chọn gì đó đúng không? À, chỗ này là chưa chưa nối, chưa nối. Từ từ đã nhé. Item. Chúng ta thiếu một cái nối nữa. Ở chỗ này. Join. Này. Đúng là rất là dễ sai. STR. Và nối cả cái này này. Đây này, cái này này. Đấy. Đấy, giải đấy cơ. Nối vào vừa nối vào đuôi của cái STR này, em hãy chọn ba cái khăn hai cái gì đó đây này, chạy thử nhé. Đây. Thầy cho chọn xem lại cuộc với thầy. Để chạy thử, để kiểm tra nó đúng hay sai đã, chạy thử nhé. Đây này. Em hãy chọn là ba quần, ba mũ, hai khăn. Đấy, bây giờ thầy ở đây thầy phải thêm, đây là thêm một dấu cách nữa cho nó có ý nghĩa nhé. Chỗ này vẫn chưa đủ. Phải nối rất là nhiều luôn đấy, nối phải nối nữa. Đây. Đưa cái này vào đây và nối nữa một lần nữa mới đủ. Đây này. Ở chỗ này là nối một dấu cách nữa này. Đấy, thì mới đủ nhá. Đó. Thì là ta chạy thử ra này. Đây nhá. Em hãy chọn là bốn áo, ba quần, một mũ, một giày này, bốn áo này đi, bốn áo đây nhá. Để chạy lại này. Thế chọn là hai quần này, hai hai mũ này, hai khăn và hai giày, thấy không nào? Đó. Bây giờ chính xác rồi đấy. Đấy. Được chưa? Làm việc ai muốn xem code không nào? Cô nào chính xác rồi đấy nhá. Đó. Đây nhá, như vậy ở đây là gì? Đây là init data thì là đây rồi đúng không? Init data là ở chỗ này rồi. Là ở chỗ này đúng không? Còn đây là cái đoạn chương trình mà giáo viên là đầu tiên là init data để mà ta tạo ra cái dãy là cái số lượng, sau đó là chúng ta sẽ giáo viên sẽ phải hiển thị ra gửi thông điệp là show và thông báo là em hãy chọn là hai mũ, hai quần, ba áo và tất cả các là đều là ngẫu nhiên hết nhé. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ lập trình sang cho đồ vật. Đây đây là vẫn là giáo viên nhé. Đồ vật đây. Đồ vật thì như sau. Chúng ta sẽ phải là đầu tiên chúng ta tạo ra cái ID của nó là gì? Là tạo ra một cái biến nhớ riêng để thông báo. ID là chính là cái số thứ tự của cái nhân vật đó, của cái clone nhé, của clone của nó. Chúng ta làm này. Đầu tiên là khi bắt đầu vào chương trình thì nhân vật đó sẽ thiết lập là gì? Thiết lập là ID bằng 0 cho nhân vật mẹ và ẩn đi, và ẩn đi. Và ẩn đi đây. Và 2. Được chưa? Đó. Khi mà nhận được thông điệp là show đây thì sẽ bắt đầu hiển thị trên màn hình nhé. Đây show này thì chúng ta làm như chúng ta trước chỗ làm là cái này nó chỉ ảnh hưởng đến nhân vật gốc thôi, cho nên đây có một lệnh cho yên tâm. Chúng ta đặt một cái vào đây if là cái đây if là cái ta chỉ áp dụng cho cái ID bằng 0 thôi, còn đấy ID lớn lớn không, ID bằng 0 thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ làm như sau này. Chúng ta sẽ repeat, chúng ta sẽ lập theo độ độ lớn của cái bảng là đồ vật
nhé. Chúng ta sẽ lặp đây, chúng ta sẽ repeat theo chiều dài của cái bảng của chúng ta là bảng gì, của cái dãy là length of đồ vật đây. Rồi, và với mẫu vật như vậy chúng ta đây chúng ta quan chú ý nhé. Chúng ta show lên để chúng ta sinh clone. Sinh clone xong thì chúng ta sinh xong chúng ta sẽ ẩn đi ở cuối này và chúng ta sẽ thiết lập lại cái ID bằng 0 ở đây. Đấy. Còn trong chỗ này này. Chúng ta làm sao là chúng ta mỗi lần chúng ta sẽ định sinh chúng ta sẽ change ID by 1, tăng ID lên một đơn vị nhé. Chúng ta sẽ chuyển trang phục sang vị trí thứ ID. Chuyển trang phục sang ID nhé. Sau đó chúng ta sẽ sinh clone đâu rồi. Chúng ta sẽ tạo clone. Mà cái này lặp lại là theo chiều dài của đồ vật nhé. Rồi, và khi mà chúng ta có thể làm luôn là đây, khi mà cái clone hiển thị thì chúng ta cho nó go đến một cái vị trí ngẫu nhiên trên màn hình. Go to random. Đấy. Được chưa nhé? Đây chúng ta chạy thử cho ta làm được ngay. Bây giờ thử cái này, chạy thử nhé. Đấy, nó tạo ra cái người này này. Không to đấy nhé. Đấy. Và ẩn đi. Và bây giờ chúng ta nhấn chuột để ta chọn. Lại này. Đấy, không dùng nhé. Kệ nó. Đấy. Em hãy chọn một áo, hai áo quần, một khăn và một giày. Đấy. Em hãy chọn là một quần, hai giày. Như vậy nhé. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ tiếp tục là chúng ta sẽ phải xử lý cái khi chúng ta nhấy chuột lên cái này thôi. Đó nhé. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý tiếp theo này. Các bạn chúng ta là hơi khó mà xử lý rất khó nhé. Khi mà người dùng nháy chuột lên một nhân vật, đây là nháy một lên một kia clone, chúng ta sẽ phải xử lý. Đó. Chúng ta sẽ kiểm tra xem cái clone này là cái ID nó là cái ID nào và chúng ta so sánh cho nó với cái vào cái bảng vào kia mà nhá. Được chưa? Rồi, chúng ta kiểm tra này. Khi chúng ta nháy chuột lên một cái nhân vật thì clone thì chúng ta nếu mà chúng ta nháy đúng thì nó pop một cái và nó sẽ ẩn đi. Và cứ như vậy nếu chúng ta mà nháy hết rồi thì là xong. Còn chúng ta mà nháy lên mà sai thì máy báo lỗi. Thì máy cứ dừng lại là giáo viên em nói sai. Được chưa? Đấy, chúng ta chú ý chỗ này khó một tí nhá. Vấn đề là ở đây chúng ta kiểm tra như thế nào? Đó, chúng ta chú ý nhé. Rồi, thì bây giờ khi nhảy vào đây thì cái ID chính là gì? Cái ID của nó chính là cái ID này. Cái biến ID chính là cái số tự của đồ vật chúng ta đang nhảy vào. Và chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái phần tử chúng ta xem là nó ứng của nó, ứng với cái phân loại của nó đấy. Là cái phân loại của nó là nó về tự đọc nhé. Bây giờ làm như sau này. Ở đây nhé. Rồi, biến ga dùng lại biến ga dùng bia chung biến ga hết dùng ra dùng lại biến ga được. Chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ set ca, gọi là ca cái biến ga dùng đi. Ca là cái gì? Ca là cái phân loại của cái đồ vật thứ ID. Chúng ta dùng là gì? Chúng ta dùng cái hàm này. Cái này quan trọng đây, chúng ta phân loại nhá. Đây, dùng cái bảng là bảng phân loại. Phân loại này. Đây. Nhân vật chúng ta nháy vào đây nhé. Thì nhân vật này là nó ứng với là cái đây là cái ID của nó đây này. Là cái phân loại chính là cái phân loại của cái ID đó. Của cái nhân vật đó, của cái đồ vật đó. Nó là 1, 2, 3, 2, 4, 5 nhé. Đó. Và gán cái nó vào là K. Được chưa? Đó. Sau đó kiểm tra. Xem là phần tử thứ K của cái bảng số lượng ấy. Xem nó là lớn hơn không hay chưa. Nếu mà lớn không thì là ok thì chúng ta làm tiếp tục, mà nó nhỏ, nếu mà nó bằng không rồi thì chúng ta sẽ coi như là sai. Đấy. Nháy vào với điều kiện là số lượng
mà chúng ta cần phải tìm ấy, nó vẫn phải lớn không. Đây chúng ta làm nhé, bây chúng ta tiếp tục này, bây chúng ta tiếp tục nhé. If này, đây chúng ta làm chữ khó nhé. Đây. If nha. If nếu mà đây. If nếu mà đây. Nếu mà cái phần tử thứ k của số lượng, chúng ta nhớ là số lượng nhé, cái pha số lượng là cái tệp số lượng, là cái tệp mà là số lượng các phần tử cần phải lấy đi đấy, cần phải nhánh chuột nhé. Nếu mà cái phần tử thứ k đây của số lượng đấy, số lượng ta chú ý cái mảng số lượng là cái mảng rất quan trọng, là cái mảng mà giáo viên tự sinh ra, là số lượng các động vật cần phải nhánh chuột để mà lấy đi nhé. Đấy. Thì nếu mà phần tử thứ k, là phần tử k chính là đây này, phần tử thứ k của số lượng mà lớn hơn không thì mới là nháy đúng, thì mới là ta mới còn để lấy, còn nếu không thì là sai nhé. Trường này là sai này, thì giáo viên sẽ thông báo là sai. Trường lớn không đúng thì chúng ta sẽ nháy pop, start pop, được chưa? Start pop, mà sau đó chúng ta sẽ mà start pop, và sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ delete cái ấy đi. Chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ xóa, delete sau nhé. Thì trước khi delete chúng ta sẽ phải giảm cái số lượng phần tử thứ k của phá dụng, giảm đi một đơn vị. Chúng ta sẽ làm như này. Này, chúng ta lấy ra cái phần tử thứ k của chính là cái này này, cái item này này, đúng không nào? Đấy, ở đây tôi có thể thêm một cái biến nhớ nữa cho nó dễ làm nhé. Tôi đặt tên cái biến nhớ nữa cho nó dễ làm đi, là đặt tên là n đi, để chúng ta cho dễ làm nhé. Ở đây này, tôi đặt cái n này, n là bằng cái này, đặt cái này đó. Và đây là n, nếu n lớn không thì start, và chúng ta giảm cái phần tử thứ này đi một đơn vị, chúng ta dùng cái lệnh là gì, là muốn giảm là dùng cái lệnh là replace. Đấy. Replace phần tử thứ k của cái bảng số lượng with cái gì, with là cái phần tử thứ k with n trừ 1, chúng ta giảm đi mà. Đây, dùng cái này. Trừ đây. Đỡ phải vẽ lại cái n trừ 1. Ta giảm đi. Đó. Và delete. Đó. Còn trường này thì là sai, thì chúng ta thông báo, chúng ta gửi thông điệp là sai rồi, chúng ta gửi thông điệp sai rồi cho giáo viên, giáo viên sẽ phải hiển thị đây. Chúng ta gửi thông điệp là broadcast là sai mất rồi. Gửi thông điệp là sai rồi. Sai rồi. Nhá, sai rồi. Đấy. Và khi giáo viên nhận được thông điệp sai rồi, giáo viên sẽ hiển thị và nói là sai rồi. Đây. Giáo viên khi nhận thông điệp là sai rồi thì giáo viên sẽ show, sẽ hiển thị ra và nói là em làm sai rồi. Đây, giáo viên sẽ show. Giáo viên sẽ show lên và thông báo em làm sai rồi. Sai, em sai rồi. Em chọn sai rồi. Em chọn sai rồi. Đấy. Để cho hẳn là 10 phút đi. Sau 10 phút thì giáo viên cho nghỉ. Giáo viên dùng lại stop on để dừng lại hết tất cả. Coi như là thua, có stop on, coi như thua. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp một lệnh nữa, là khi mà đây này, khi mà nháy chuột, khi mà học sinh mà nháy này, nháy thì giáo viên sẽ phải kiểm tra xem là đã hết đồ đạc chưa. Nếu mà hết rồi thì là thông báo là thì cũng thông báo là nhé. Ở đây này. Ở đây chúng ta sẽ làm luôn, sau khi mà nó ẩn cái này đi này thì chúng ta thêm một cái lệnh nữa cho giáo viên kiểm tra. Giáo viên kiểm tra đi. Chúng ta gửi một thông điệp nữa nhé, cho nó hay hoa. Chúng ta gửi một thông điệp nữa là kiểm tra xem đã lấy xong chưa. Chúng ta chọn cái lệnh là kiểm tra cái thông điệp
kiểm tra đi, kiểm tra. Đấy. Đâu rồi nhỉ? Thông điệp. Kiểm tra. Để khi mà chúng ta xóa đây này, xóa rồi thì chúng ta kiểm tra luôn. Gửi thông điệp là kiểm tra, sau đó chúng ta mới ẩn đi nhé. Kiểm tra này là cho giáo viên kiểm tra. Khi nào này xong, khi mà toàn bộ phần tử của cái dãy số lượng là bằng 0 thì là coi như là giáo viên học sinh đã lấy xong, thì giáo viên cũng thông báo là em đã, chúc mừng em đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ chúng ta sang giáo viên và chúng ta sẽ làm cái lệnh là đây, kiểm tra nhé, kiểm tra. Kiểm tra nếu mà toàn bộ cái mảng của chúng ta là bằng 0 thì có cái lệnh nào để kiểm tra không nhỉ? Hình như không có cái lệnh đó đúng không? Chúng ta phải làm cái chương trình để kiểm tra đúng không? Thì khó một tí đúng không? Các bạn đợi thầy tôi không làm thêm một chút nữa, hơi khó một chút nhé. Chúng ta cần có cái biến nhớ để kiểm tra. Biến nhớ bằng 0 thì chưa chọn xong. Biến nhớ bằng 1 thì là thầy đã làm xong nhé. Bây giờ làm như này, chúng ta tạm biến nhớ thêm. Đặt tên nó là kết quả đi. Kết quả nhé. Thì khi mà kiểm tra, chúng ta đặt kết quả là 0. Kết quả là 0. Và chúng ta sẽ kết quả là 0 nhé. Và chúng ta sẽ đây. Kết quả là 1 chứ. Và kiểm tra xong, nếu mà kết quả bằng 1 thì là giáo viên thông báo là em đã chọn xong. Kết quả bằng 0 thì là 0. Chúng ta để đây là 1. Hay là 0 cũng được, không quan trọng. Thật ra là 0, 1, chúng ta để là 1 đi. 1 đi nhé. Được chưa? Đấy. Và chúng ta lại cho vòng lặp. Cái này đành phải lại vòng lặp. K chạy từ 1 cho đến vòng lặp theo cái chiều dài của cái dãy số lượng. Đây. Hơi phức tạp một chút nhỉ. Bạn này đúng bạn này trông thế nhưng mà phức tạp quá nhỉ. Thế này. Chịu khó một tí vậy nhé. Các bạn chịu khó thì cùng nhau làm. Theo cái số lượng nhé. Số lượng. SCL này. Số lượng. Đấy. Bây giờ nếu này. Nếu phân tử thức K của số lượng mà lớn không là chưa chọn xong. Thì thôi chúng ta đặt đây. Nếu phần tử thứ k của số lượng mà lớn hơn 0 chúng ta vẫn chưa chọn xong, mà không hết rồi thì là chọn xong nhé. Phần tử thứ k đây này, chúng ta lấy ra phần tử thứ k của cái tệp số lượng, của cái bảng số lượng, của cái dãy số lượng. Đây, phần tử thứ k của cái SCL là cái bảng chúng ta đang làm đấy. Nếu lớn hơn 0 thì chúng ta xét KQ bằng 0. Coi như là đấy. Và đây chúng ta change K by 1 ở đây. Như đây là cái vòng lặp đây này. Vòng lặp chạy dọc theo cái dãy số lượng nhé. Nếu còn phần tử mà lớn 0 thì chúng ta sẽ đặt KQ bằng 0. Còn tất cả bằng 0 hết thì nó là KQ bằng 1 đây rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ làm một lệnh nữa, cuối cùng nữa là đây, nếu đây có một tí nhé. Đây là cuối cùng rồi. Cuối cùng của bài hôm nay rồi. Đây. Nếu KQ bằng 1 thì là xong. Kết quả đã mỹ mãn. Dù bằng đâu nhỉ? Đây đúng không? Nhưng mà KQ bằng 1 thì chúng ta đã hoàn thành. Và giáo viên sẽ thông báo là em đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong 10 phút mà dừng lại. Em đã chọn xong. Chúc mừng em. Em đã chọn xong. Đã, chúc mừng em. Và cũng dừng lại hết. Và cũng stop on lại ở đây. Đấy nhé. Đấy như vậy chúng ta. Thầy chúng ta cùng nhau làm lại. Bạn em lượt xem khi xem một trang có đúng không nhé. Bây giờ chúng ta chạy đây. Hai áo, ba quần và hai giày. Hai áo, ba quần, hai giày.
một hai ba đấy. Bấm mà nhầm là bị là thứ báo sai giờ ngay, tôi chạy lại nhé, chạy lại nhé. Hai áo ba quần một mũ một khăn. Chả nhớ được hai áo hai quần mất rồi. Thôi rồi, chúng ta về nhà cho làm tiếp nhé. Về nhà các bạn kiểm tra lại cái bài này nhé. Bài này thầy thấy là xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta ghi lại cái bài này. Ghi lại cái bài này là cái bài cũng bài số 3 thôi. B3 là cái bài là chọn chọn đồ nhé. Chọn đồ. Đấy, chọn đồ rất quan trọng. Chính là chúng ta làm lại cái bài hôm qua nhưng làm rất là bài bản. Đây là cái đề thiết kế rất là bài bản rồi đấy. Chúng ta cái từ thiết kế này chúng ta có thể mở rộng ra cho số lượng của đồ vật là bao nhiêu cũng được, miễn là nó phân loại được đồ vật và chúng ta làm theo đúng cái bài bản là của đúng cái gọi là thiết kế chuẩn của chương trình. Các con có thấy không, đúng khó hiểu quá đúng không nào? Bây giờ chúng ta dừng lại ở đây nhé, với các con về nhà con làm tiếp cái bài này nhé, và thầy sẽ cho các con làm các bài tập khác nhé. Thì bài này là khó, bài này thì may là tương đối, hay không ngờ nó lại dài như vậy. Tưởng nó ngắn nhưng mà nó lại dài như vậy. Ủa thầy ơi, cái bài này là đâu phải là cái sinh hoán vị mà thầy nói đâu phải không thầy? Học chưa, chưa vừa buổi sau mới có sinh hoán vị, mà học bài này chưa hề chê có sinh hoán vị nhá. Bài này không có sinh hoán vị, bài này là ta lấy ra mà hoàn toàn là ngẫu nhiên từ cái bảng số lượng của chúng ta nhé, từ cái bảng phân loại đồ vật đấy, và giáo viên sẽ chọn ra là cũng là ngẫu nhiên bao nhiêu cái áo, bao nhiêu quần, bao nhiêu là mũ, có số lượng nó là ngẫu nhiên, chưa phải là bài bài hoán vị nhé. Thì buổi sau mới đến cái bài hoán vị, buổi này là chưa nhé. Rồi cái con bia con về nhà cái bài này thầy copy lên trên mạng và con xem kỹ bài này nhé để hiểu nhé, và ai mà chưa làm đúng chúng ta có thể làm lại cái bài này được chưa nhé. Thầy ghi lại một nữa cho yên tâm, đó là bài số 3 đúng không? Rồi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Hôm nay là học hơi nhiều rồi. Có cho thôi. Ta nghỉ ở đây thôi.